Xin chào các bạn, mình là Kim Long Trong đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một siêu web có thể đào đồng Dogecoin hoàn toàn miễn phí mà mình không cần phải chờ một phút giây nào hết. Mình chỉ cần refresh lại trang web là mình có thể đào liên tục các bạn nha. Và trước tiên khi mà đào đồng Dogecoin này thì các bạn bắt buộc phải có một địa chỉ ví. Các bạn có thể có địa chỉ ví từ sàn Remitano hoặc là Blockchain hoặc là ForexBay. Thì ở đây mình sử dụng cái ví của mình là ForexBay các bạn nhé. Trước tiên các bạn vào ví ForexBay của mình. Và các bạn đào Dogecoin thì bắt buộc các bạn phải có địa chỉ của Dogecoin. Thì các bạn vào phần Deposit. Đó. Và vào phần Deposit này thì các bạn sẽ copy làm Dogecoin. Các bạn chỉ cần nhấp chuột vào đây nên nó sẽ tự động copy cái link ha. Và các bạn sẽ trở lại các bạn dashboard. Và các bạn coi. Đây là Dogecoin của mình hiện tại đang có 1.0280.4345. Rồi. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào cái link. Thì cái link này mình sẽ để ở dưới phần mô tả video. Sau khi các bạn nhấp vào link thì nó sẽ hiện ra một cái trang web. Đó là trang web này. Các bạn kéo xuống và các bạn đào Dogecoin. Thì ở đây các bạn thấy đây là một trang web rất là mới và hiện tại nó chỉ cho mình đào hai loại đồng. Đó là Dogecoin và đồng Tron. Thì ở đây mình sẽ làm đồng Dogecoin. Còn phần đồng Tron thì các bạn có thể làm theo tương tự ha. Mình sẽ vào phần Get Start. Nó sẽ nhảy qua một cái trang web mới. Và đây là giao diện đào của nó. Thì ở đây các bạn sẽ có thể thấy được là nó sẽ cho phép mình claim cứ 0 phút và sẽ về thẳng ví ForexBay. Có thể là sau 1 tháng hoặc 2 tháng nữa khi mà cái lượng người truy cập vào đào nhiều thì con số ở đây nó sẽ tăng lên từ 1 đến 5 phút tùy. Còn đây là một cái bảng để mình có thể quay số. Sau khi các bạn thực hiện nhiệm vụ tôi không phải người máy và làm cái link captcha này xong thì nó sẽ cho các bạn quay số. Và con số các bạn quay được từ 0 đến 9.885 thì nó sẽ tương ứng với lại số lượng Dogecoin mà các bạn sẽ đào được và các bạn sẽ rút về ví ForexBay. Thì đây là những con số ha. Thì chỗ này, ngay chỗ này các bạn sẽ, hồi nãy các bạn copy cái đường link Dogecoin của mình thì các bạn sẽ dán vào đây. Do là mình đã làm rồi nên là nó sẽ tự động lưu lại cái đường link ví của mình ha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhấp vào đây. Tôi không phải là người máy ha. Rồi, xuống đây các bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ. Các bạn sẽ làm từ trái qua phải. Đây là 2B. Chọn 2B, 2C chọn 2C. 2C1A, 2C1A. 3B nhấp vào và các bạn sẽ đợi 5 giây nha. Rồi, các bạn sẽ nhấn Get Reward. Chúng ta đã quay số. Ở đây con số tôi quay được 102, rất là thấp. Thì nó nằm trong khoảng này. Thì các bạn sẽ nhận được là 9865 Satoshi Dogecoin. Và nó sẽ tự rút về ví của mình. Xong sau đó các bạn sẽ chỉ cần refresh lại trong web này. Nhấn Continue. Đó là các bạn sẽ làm tiếp và các bạn sẽ đào liên tục ha. Do web này rất là mới. Ngày hôm qua mình đào là nó 9.964 Satoshi. Nhưng mà hôm nay khi mà mình mở web mình lại thì nó chỉ còn là 9.865 thôi. Tức là cái nguồn tài nguyên của nó hiện tại đang rất là nhiều người đào. Nên các bạn cố gắng tranh thủ giúp mình. Và sau đây là mình sẽ quay trở lại cái ví ForexBay của nó đã về chưa. Các bạn kéo xuống, các bạn refresh lại. Đó, các bạn sẽ thấy con số nó nhảy lên, thấy không? Và ở dưới đây thì lịch sử giao dịch này, nó sẽ về là 9864 và đã mình mới vừa rút về. Rồi, cảm ơn các bạn.